Ở phần số 8, now which had the same form in both number. Những danh từ mà nó có the same form cùng một hình thức trong cả hai số. Có nghĩa là những danh từ mà số ít cũng vậy mà số nhiều cũng thế, không đổi các em. Đó là các em. Thí dụ, đấy, để đặc biệt khi đi à. Chứ ship chẳng hạn. Đấy. Ví dụ thế, ship là con gì các em? Con cừu y nguyên như vậy. Fish. Các em thường gặp số nhiều cũng là fish luôn. Salmon. Salmon cá hồi đấy các em. Đổi thành số nhiều salmon y như vậy. Dozen là một chục chẳng hạn. Đổi kia dozen. Đây, một số danh từ số ít và đủ các danh từ số nhiều luôn luôn giữ nguyên vậy thì các em phải ghi chú vào. Đây là những cái mà các em nếu không nhớ sẽ bị mất điểm ngay. Đấy, nhớ các em về cùng hai loại hình thức như nhau. Và cho em cho nên các em phải nhớ và các từ này thầy khuyên là gì? Ghi chép lại vào một sổ tay các em nhớ của nó, nhớ các em và để các em làm bài thi cho thật tốt. Đó là những cái phần số 8. Phần kế tiếp các em nhé, ta qua là gì đây? Là nouns which are used in the plural only. Những danh từ mà được dùng để trong chỉ cho số nhiều thôi, the plural only. Dành cho số nhiều không thôi các em. Là chữ gì là các em? Trouser. Trouser là gì các em? Quần dài. Luôn là số nhiều. Socks. Quần sọc. Luôn luôn là số nhiều. Pyjamas. Bộ đồ pyjama mặc bộ đồ ngủ. Thêm S. Nguyên. Luôn luôn có S. Rồi chúng ta làm số nhiều. Và scissor là cái kéo. Luôn luôn số nhiều. Và những danh từ này luôn luôn được dùng trong hình thức số nhiều mà thôi. Không thay đổi. Và động từ đằng sau cũng số nhiều. Như bài trước thầy nói. Ok. Vậy thì các danh từ số nhiều luôn luôn đó. Các em nhớ vững vàng. Và nó không có hình thức số ít. Ta qua phần kế tiếp. Đây, phần này đấy các em. Là cái phần mà các em hay đụng trong kỳ thị. Và rất hay nhiều em lúng túng. Phần số 10 này. Compound noun. Những danh từ kép. Form the plural. Thành lập số nhiều của nó bằng cách thêm chữ S vào. To the principal word. Vào với chữ chính của nó. Cái từ chính của nó đấy các em. Thì thêm S vào ngay sau từ chính của nó. Tức là danh từ kép là 2-3 từ đấy các em. Mà muốn chuyển có số nhiều thì thêm S vào ngay danh từ chính của nó. Chính của cái từ đấy. Một cụm từ là một cái cụm từ compound noun có nhiều từ được hả? Thì từ nào từ chính của nó thì ta thêm S vào đó. Ví dụ, số ít các em nhìn vô và chuyển có số nhiều. Father-in-law. Cái từ father-in-law có nghĩa là gì nào? Người cha mà theo luật pháp, mình không dịch như thế. Mà người gì? Là bố vợ hoặc bố chồng. Như vậy, father-in-law là vậy đó kìa. Chuyển có số nhiều. Father-in-law là ai? Cái từ chính là gì? Là người cha. Cho nên father-in-law, những người, những ông bố vợ, những ông bố chồng chẳng hạn. Father thêm S vào đúng với danh từ chính là father thêm S vào. Còn chữ in-law không thêm, kèm nhé. Đó là những từ phụ thôi. Đấy. Hoặc là gì? Son-in-law. Son-in-law có nghĩa là con rể. Những người con rể. Cái từ quan trọng nhất trong từ này là chữ son, là đứa con trai đấy, mà theo luật pháp. Như vậy, danh từ số nhiều chuyển vào là sons-in-law. Đấy, là danh từ chính của nó là chữ son, ta thêm S vào. Nghe nhớ, nhớ là cái từ chính của nó. Và từ thứ ba là stepson. Stepson là con ghẻ đấy mà. Step vào một bước, son là con trai, tức là con ghẻ đấy các em. Thì những người con mà không phải của mình chẳng hạn, của người chồng trước hay của vợ trước gì đó, thí dụ thế là stepson, thì cái từ chính của nó là chữ son, thì ta thêm S vào, các em thấy không? Stepson thêm S đằng sau chữ son, đó là như vậy. Cái luật này các em nhớ cho nằm lòng, cái danh từ mà kép tức là hai từ thì thêm muốn chuyển số nhiều thì thêm đúng vào danh từ chính của nó, nghĩa là cái từ chính của nó chứ vậy, cái từ chính nó hai từ ba từ lấy từ chính nó để thể hiện rõ cái nghĩa của nó lên thì ta thêm S vào. Ví dụ như là mẹ vợ là gì? Mother-in-law. Các bà mẹ vợ thường hay xung khắc với con dâu. Thí dụ thế. Thầy đó xin lỗi như thế. Như vậy các bà mẹ chồng chẳng hạn. Mẹ chồng thường hay xung khắc con dâu. Vậy mother thêm S vào. Mother. Hoặc mẹ vợ với con rể chẳng hạn.
hoặc là những cái từ đó thì thêm cái từ vào đó. Như các em phải nhớ là gạch dưới từ thêm s vào cái từ chính của nó để ta nắm được. Như các em, và đó là cái phần số 10, đặc biệt khi chú vào các em đi thi đụng phải, nhất là các em bên đây đại học. Ta qua phần kế tiếp nhé. Số 11, thầy nói về gì đây? Some collection now. Một số danh từ tổng hợp, tập hợp, collection now. Thì đâu, singular in form, mặc dù là mang hình thức số ít. Thì are always used in a plural sense. Thì là luôn luôn được dùng theo nghĩa, ý nghĩa của số nhiều. Đấy, một số cái danh từ tổng hợp, mặc dù là mang hình thức là số ít thôi, nhưng mà nó lại được dùng như là câu vật số nhiều, mang ý số nhiều. Và những từ này được kẹp, ví dụ như cattle, châu bò chẳng hạn. These cattle are not mine. Những con châu bò đó thì không phải của tôi. Mặc dù chữ cattle là mang hình thức số ít, tức là không s, không gì hết, nhưng nó ẩn chứa đó là số nhiều. Cái động từ sau số nhiều, are not mine. Còn chữ poultry chẳng hạn là gia cầm. Thì the poultry were running about in the farm yard. The poultry were running, đã đang chạy, đã số nhiều, about in the farm yard, ví dụ thế, đang chạy vòng quanh trong cái sân trang trại. Như vậy the poultry, mặc dù mang hình thức số ít, nó là luôn luôn động từ số nhiều, như các em, được dùng như là số nhiều vậy. Hoặc chữ people là người ta, các em đã gặp rồi, đấy, thì many people do not like dancing, nhiều người không thích khiêu vũ chẳng hạn, thì people nó được, do not là số nhiều, cho nên ta dùng đó. Vậy một số cái danh từ tập hợp đó, mặc dù mang hình thức số ít, hình dáng của số ít, nhưng nó là số nhiều các em, thì các em phải ghi nhớ vào. Đó là phần đó các em, để các em có đủ để chúng ta có thể vững vàng làm bài thi. Phần kế tiếp các em nhé. Đây, phần số 12 thì muốn nói các em, some now have two form in the plural. Một số danh từ có hai hình thức số nhiều. It's having a different meaning. Mỗi cái thì có một cái nghĩa khác nhau.